Xin kính chào quý đồng nghiệp. Chúng ta thường nghe khí mặt là yếu tố nguy cơ hàng đầu hiện nay. Như vậy phải nói rằng cái nguy cơ tử vong hàng đầu đó là có phải là quá muộn hay là sớm, thì phải chúng ta trở lại cái vòng sống bệnh lý của khí mặt đã được nhiều tác giả đưa ra và đã công bố khá nhiều. Như chúng ta đã thấy, bắt đầu có một cái chuỗi bệnh lý là các cái yếu tố nguy cơ bao gồm rồi lòng lipid máu, rồi tăng áp, rồi tiểu đường, và tất cả yếu tố này nó sẽ tác động lên trên hệ thống của mạch máu, và sẽ một cái sau một quá trình tiến triển thì các cái mảng xơ vữa sẽ diễn biến thành cái tình trạng nứt vỡ cái động mạch, và nứt vỡ đó sẽ tạo thành các cái huyết khối đưa đến các cái biến chứng ví dụ như là nhồi máu cơ tim, đột quỵ não vân vân. Và trên cơ sở các cái tổn thương thì các cái cơ quan đứt ví dụ như tim, não, đặc biệt là tim sẽ dẫn đến cái tình trạng là tái cấu trúc và đưa đến suy tim, và cuối cùng thì chuỗi bệnh lý sẽ chấm dứt cái bệnh cảnh không mong muốn, đó là tử vong. Như vậy phải nói rằng là cái quá trình mà chúng ta phòng bệnh có giá trị hơn hẳn so với cái quá trình mà chúng ta là điều trị. Cái điều trị ở đây đầu tiên chính là các yếu tố nguy cơ. Vì vậy cái khởi đầu của chúng ta phải bắt đầu rất sớm, là một trong những cái yếu tố quan trọng mà chúng ta cần quan tâm, đó chính là cái rối loạn lipid máu. Rối loạn lipid máu là theo các cái thống kê hiện nay ở tại Việt Nam là chúng ta đã chiếm đến 30% tỷ lệ dân số người lớn tuổi. Đây là một con số đáng quan tâm trong bối cảnh hiện nay đang xu hướng phát triển về mặt kinh tế, về mặt xã hội, nhất là các cái chế độ ăn uống chúng ta chưa hoàn toàn được kiểm soát, thì chế độ điều trị chúng ta chưa được nghiêm túc, thì tỷ lệ tuân thủ của bệnh nhân chưa cao. Và hôm nay trên cái tinh thần đó thì Hội Nội khoa Việt Nam sẽ tiến hành một cái chương trình đào tạo, đó chính là rối loạn lipid máu và nguy cơ tim mạch, nhằm mục đích phổ biến những kiến thức hết sức cơ bản. Đi từ những kiến thức cơ bản đó thì chúng ta sẽ có một cái thái độ đánh giá đúng đắn và tiếp cận các cái kỹ thuật phương tiện điều trị mới, làm thế nào để chúng ta khống chế ngay từ ban đầu yếu tố nguy cơ mà như chúng tôi đã nói phần trên, đó chính là rối loạn lipid máu. Và trên cái cơ sở rối loạn lipid máu, ta sẽ góp phần chung với chương trình phòng chống tim bệnh lý tim mạch quốc gia, phòng chống bệnh lý xơ vữa động mạch quốc gia, để có thể kiểm soát được cả cái nguy cơ tử vong và chẩn đoán được cái vòng sống bệnh lý mà chúng tôi đã nêu ở trên. Thì rất mong là quý đồng nghiệp là chúng ta sẽ tham gia theo dõi chương trình đào tạo và bằng cách quét QR code, hoặc là chúng ta lệnh vào cái email đường dẫn link của chương trình để chúng ta có thể theo dõi cái báo cáo mà chúng tôi sẽ trình bày cho quý đồng nghiệp. Và sau đây một lần nữa xin chân thành cảm ơn ban tổ chức của chương trình, cảm ơn Hội Nội khoa Việt Nam đã tạo điều kiện để chúng ta có thể trao đổi một cái chuyên đề hết sức thú vị này. Xin trân trọng cảm ơn.